trải nghiệm trên ô tô đang trở nên thú vị. Đó là một tuần cập nhật lớn về tất cả mọi thứ trên Google. Hôm qua, công ty đã tung ra một loạt các bản cập nhật tiện dụng cho Android Auto, mang đến cho trải nghiệm kỹ thuật số trên xe hơi một sự làm mới rất cần thiết với các tính năng bổ sung và giao diện người dùng vượt trội hơn nhiều. Chúng ta hãy xem xét. Chia đôi màn hình để giành chiến thắng. Android đang làm cho chế độ chia đôi màn hình trở thành tiêu chuẩn trên tất cả các loại và kích thước màn hình, bao gồm cả màn hình rộng và dọc. Điều này loại bỏ nhu cầu tìm kiếm trong danh sách các ứng dụng, điều hướng và phương tiện hoạt động đồng thời, vì vậy bạn có thể nhận chỉ đường và thưởng thức podcast mới nhất của mình. Google có thêm ngữ cảnh với Android Auto. Trợ lý Google đang cung cấp các đề xuất theo ngữ cảnh để giúp tăng năng suất trong ô tô. Nó có thể đề xuất trả lời tin nhắn văn bản, chia sẻ thời gian đến hoặc phát nhạc được đề xuất. Trợ lý giọng nói của Google giúp bạn dễ dàng nhắn tin, gọi điện cho các liên hệ cũng như trả lời tin nhắn mà không cần rời mắt khỏi con đường. YouTube chỉ là sự khởi đầu. Xem video khi đang lái xe ở nơi bạn sống có lẽ là chưa hợp pháp. Nhưng đừng lo lắng, Google có rất nhiều thứ để giúp bạn giải trí khi đỗ xe. Trước đó, công ty đã thông báo về việc bổ sung YouTube cho ô tô có tích hợp Google với nhiều ứng dụng phát video hơn sẽ tham gia hàng đợi, bao gồm Tubi và Epic Now. Chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ không chỉ duyệt web trực tiếp từ màn hình ô tô mà còn có thể truyền nội dung của riêng bạn từ điện thoại sang màn hình ô tô. Tiện dụng, Android Auto đang dần tung ra các tính năng và chức năng để chuẩn bị cho thời kỳ mà chúng ta chỉ là người lái chứ không phải người lái trên ô tô của mình. Về cơ bản, nó thay đổi trải nghiệm trong xe hơi để trở thành một trải nghiệm nơi phương tiện di chuyển qua các lĩnh vực làm việc, giải trí và xã hội. Đồng thời tăng cường các địa điểm thực tế như cơ quan và nhà riêng. Và lĩnh vực kỹ thuật số sẽ đồng hành cùng chúng ta trong suốt chặng đường. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!